bạn cẩn nặng nha, nó cắn cũng đau lắm nha các bạn. Con này là nướng là ngon luôn, nhưng mình cho cả rồng ăn thèm lắm rồi, thèm lắm rồi. Hai tỷ phú chở tất cả các bạn. Hôm nay vừa về quê có được mấy cái món này. Nó cắn mình. Bạn cẩn nặng nha, nó cắn cũng đau lắm nha các bạn. Con này là nướng là ngon luôn, nhưng mình cho cả rồng ăn thèm lắm rồi, thèm lắm rồi. Bé rồng thấy thèm lắm rồi. Thấy à, tiêu thấy à. Cũng là bị khó ăn à. Trời nắng mối lên hơi bự các bạn. Bự gì mà bự. Trời ơi. Nó nốt rồi kìa. Đợt này nó ăn không có hầm hố như mấy lần trước. Nhà một họng. Ừ. Ăn rất là dịu dàng, nhậm họng rồi. Rồi nuốt luôn rồi. Nhanh dữ không vậy? Đang nuốt. Trời ơi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Rồi xong rồi các bạn. Nhanh ghê thiệt chứ. Tại gài nó hồi lúc mấy tuần trước đó, nó bị nhát đó, nên mình để nước nó ít. Để vài bữa mình chăm nước cho nó nhiều lên chút. Rồi vậy xong rồi đó các bạn. Mau quá trời mau luôn. Con này hơi bự, cái không có cho ăn thêm con nữa quá. Cho ăn thêm cái nó ăn không nổi à. Thôi để ngày mai đi rồi mình cho ăn thêm. Trời ơi sao mà nhanh dữ không vậy. Đây còn được mấy con nè. Mình cho dê, mình bỏ dế cho nó ăn. Ơi sao có con này chết queo rồi. Quá là chết nè. Thúi luôn rồi. Chắc cắn lộn quá, còn được hai con. Để mai cho ăn tiếp. Bữa về quê câu cũng được ít. Trời ơi, mau ghê vậy.